Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay Idol Câu xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu mồi giả chuyên câu cá lóc, mồi hình con cóc giả làm bằng chất liệu gỗ và được khắc chạm rất là tinh vi. Cái miệng của con mồi này nó giống như những cái con bóp bin, giống như những cái con bóp bin. Và cái con mồi này khi mà nó đi trên mặt nước thì nó tạo ra một cái luồng rì nước cực kỳ lớn, làm gây sự chú ý của những chú cá lóc. Cái action của con này là nó đi trên mặt nước thì toàn bộ cái phần thân nó sẽ chìm xuống và cái phần đầu và hai con mắt nó sẽ ló lên trên, nhìn xa thì trông như là một cái con cóc, là cái con nhái, nó rất là giống. Cái mẫu con cóc giả gỗ này hiện tại bên mình có 6 cái màu. Các bạn khi mà mua hàng thì nên chọn những cái màu nào là tùy theo cái khu vực địa hình của mình sẽ đi câu, thì các bạn chọn màu cho đúng. Đây mình sẽ tư vấn thêm là cái cách bạn chọn màu. Ví dụ như các bạn sẽ đi câu những cái khu vực địa hình nào, là cái khu vực mà địa hình đó các bạn quan sát thấy cái địa hình đó là ví dụ như ở trên mặt nó có những cái con bướm vàng hay là những cái con nhái hay là những cái gì đó nó sống ở môi trường nào thì cái da của nó sẽ thay đổi theo cái môi trường đó. Thì những cái chú cá lóc hay lên mặt táp những cái con mồi trên mặt, thì các bạn dùng cái con mồi cái màu nó tương đồng với cái khu vực địa hình câu của bạn thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, hiện tại mình có 6 cái màu này. Đấy, các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên cái video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại ở phía dưới, shop điện lại sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo.